Ngày 7 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bạch Văn Liêm, 68 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh để điều tra hành vi hiếp dâm. Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 5 tháng 5, nhận được tin báo của người thân bà HTH, 70 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh về việc nghi ngờ bà bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong. Ngay trong đêm, Công an thành phố Cao Lãnh phối hợp Công an xã Mỹ Tân đến hiện trường điều tra và nhận định Liêm là nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, Liêm thừa nhận do ở gần nhà, biết bà Hát bị tai biến phải nằm một chỗ nên tối 5 tháng 5 đã lẻn vào nhà hiếp dâm làm bà Hát tử vong. Liêm còn thừa nhận trước đó không nhớ ngày cụ thể đã từng hiếp dâm bà Hát một lần. Kết quả khám nghiệm tử thi nhận định nạn nhân chết do bị nhồi máu cơ tim.